Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, công nghệ phát triển không ngừng nghỉ, những thiết bị hiện đại mang lại cho chúng ta cảm giác gần nhau hơn bất cứ điều gì. Chiếc máy tính laptop, máy ảnh hay điện thoại và những sản phẩm khác đang dần trở nên rất quen thuộc với chúng ta. Sau một thời gian sử dụng, nó trở nên cũ kỹ và không đáp ứng được nhu cầu. Các bạn muốn đổi sang một chiếc máy phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của mình. Đừng lo lắng, Viettech 88 sẽ giải quyết tất cả những khó khăn đó của các bạn. Đến với Viettech 88, bạn sẽ hài lòng về tất cả các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các bạn. Còn chần chừ gì nữa mà không đến với Viettech 88 để được chăm sóc tận tình nhất với các dịch vụ. Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm laptop, MacBook, máy ảnh cũ, mới nhập khẩu chính hãng. Dịch vụ thu mua laptop, MacBook, máy ảnh tận nhà giá cao. Thu mua laptop cũ, Dell, Acer, HP, Lenovo, Acer, Sony. Thu mua MacBook cũ, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini, iMac. Thu mua máy ảnh cũ các hãng, Nikon, Sony, Canon. Dịch vụ đổi cũ lấy mới, đổi laptop cũ hỏng sang laptop cũ còn tốt hoặc mới 100%. Đổi MacBook cũ hỏng sang MacBook còn mới hoặc mới 100%. Đổi máy ảnh đời thấp sang máy ảnh đời cao hoặc mới 100%. Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm của mình, mua bán và trao đổi những dòng máy tính, máy ảnh đúng với tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tuyệt đối nói không với hàng giả, hàng nhái, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về điều này. Vậy còn chờ gì nữa mà không tới với Viettech 88 để tận hưởng những niềm vui từ cuộc sống công nghệ mang lại. Viettech 88 rất hân hạnh được phục vụ bạn trên con đường khám phá những sản phẩm công nghệ tại địa chỉ số 50 phố Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc gọi điện cho chúng tôi để được tư vấn tận tình nhất theo số hotline 091 1515 888. Viettech 88, nơi mua bán và trao đổi đáng tin cậy nhất Việt Nam.